liệu có sự sống thông minh ở nơi khác trong vũ trụ không? Đó là một câu hỏi đã được tranh luận trong nhiều thế kỷ qua, nếu không muốn nói là hàng thiên niên kỷ. Nhưng chỉ gần đây chúng ta mới có cơ hội thực sự phát hiện ra với các sáng kiến như tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, sử dụng kính thiên văn vô tuyến để chủ động tìm kiếm sóng vô tuyến từ các nền văn minh ngoài hành tinh. Chúng ta sẽ phát hiện điều gì nếu những tìm kiếm này thành công? Giả sử có những hành tinh khác nơi sự sống bắt đầu và nó theo sau một quá trình giống như một quá trình tiến hóa trên trái đất. Ngay cả khi đó, rất khó có khả năng sự tiến bộ của trí thông minh sử dụng công nghệ sẽ xảy ra với tốc độ giống hệt như trên trái đất. Nếu nó bị tụt lại phía sau đáng kể, thì hành tinh đó rõ ràng sẽ không tiết lộ bằng chứng nào về sự tồn tại của sự sống trên chính hành tinh đó đối với kính viễn vọng vô tuyến của chúng ta. Nhưng xung quanh một ngôi sao già hơn mặt trời, sự sống có thể có khởi đầu từ 1 tỷ năm trở lên. Nền văn minh công nghệ của con người chỉ có từ vài trăm năm trở lại đây và có thể chỉ một hoặc hai thế kỷ nữa trước khi con người, sinh vật được tạo thành từ các vật liệu hữu cơ như carbon, bị trí thông minh vô cơ, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo vượt qua. Sức mạnh xử lý của máy tính đang tăng lên theo cấp số nhân, có nghĩa là AI trong tương lai có thể sử dụng nhiều dữ liệu hơn hiện nay. Có vẻ như theo đó, nó có thể trở nên thông minh hơn theo cấp số nhân, vượt qua trí thông minh của con người. Có lẽ xuất phát điểm là cải thiện bản thân bằng cách chỉnh sửa gen, kết hợp với công nghệ tạo ra các cyborg với một phần hữu cơ và một phần vô cơ. Đây có thể là một sự chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo hoàn toàn. AI thậm chí có thể phát triển, tạo ra các phiên bản tốt hơn và tốt hơn cả chính nó trên một chu kỳ thời gian nhanh hơn cả trái đất trong hàng tỷ năm. Trí thông minh hữu cơ ở cấp độ con người sau đó sẽ chỉ là một phần mở đầu ngắn gọn trong lịch sử loài người của chúng ta trước khi máy móc tiếp quản. Vì vậy, nếu trí thông minh của người ngoài hành tinh phát triển tương tự, chúng ta sẽ khó có thể bắt được tín hiệu trong một khoảng thời gian ngắn khi nó vẫn còn ở dạng sinh học. Nếu chúng ta phát hiện ra sự sống ngoài trái đất, nó sẽ có nhiều khả năng là nhân tạo hơn là sinh học và thậm chí có thể không cư trú trên các hành tinh. Do đó, chúng ta phải giải thích lại phương trình Rank được thiết lập vào năm 1960 để ước tính số lượng nền văn minh trong dải ngân hà mà chúng ta có thể bắt gặp. Phương trình bao gồm nhiều giả thiết khác nhau, chẳng hạn như có bao nhiêu hành tinh, cũng như thời gian một nền văn minh có thể phát tín hiệu vào không gian. Ước tính là từ 1.000 đến 100 triệu năm. Nhưng thời gian tồn tại của một nền văn minh sinh học có thể kéo dài nhiều nhất là 1.000 năm, trong khi một nền văn minh AI có thể kéo dài hàng tỷ năm. Nếu chúng ta đưa điều này vào phương trình, có vẻ như có nhiều nền văn minh ngoài kia hơn chúng ta nghĩ, nhưng phần lớn chúng sẽ là nhân tạo. Nếu SETI thành công, nó sẽ khó có khả năng ghi lại các thông điệp có thể giải mã được. Thay vào đó, nó có thể phát hiện ra sản phẩm phụ hoặc thậm chí là trục trặc của một cỗ máy siêu phức tạp vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. SETI tập trung vào phần vô tuyến của phổ điện từ. Nhưng vì chúng ta không có ý tưởng về những gì bên ngoài, chúng ta nên khám phá rõ ràng tất cả các giải sóng, bao gồm cả bộ phận quang học và tia X thay vì chỉ nghe đài phát thanh. Chúng ta cũng nên cảnh giác với các bằng chứng khác về các hiện tượng hoặc hoạt động phi tự nhiên. Chúng bao gồm các cấu trúc nhân tạo được xây dựng xung quanh các ngôi sao để hấp thụ năng lượng của chúng, như khối cầu Dyson hoặc các phân tử được tạo ra nhân tạo, hóa chất không độc hại không cháy có chứa carbon, clor và fluor trong bầu khí quyển của hành tinh. Những hóa chất này là khí nhà kính và không thể được tạo ra bởi các quá trình tự nhiên, có nghĩa là chúng có thể là dấu hiệu của địa hình hóa, thay đổi một hành tinh để nó dễ sinh sống hơn hoặc ô nhiễm công nghiệp. Sẽ rất đáng để tìm kiếm dấu vết của người ngoài hành tinh bên trong chính hệ mặt trời của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể loại trừ các cuộc viếng thăm của các loài giống như con người, nhưng vẫn có những khả năng khác. Ví dụ, một nền văn minh ngoài trái đất đã làm chủ được công nghệ nano, có thể đã chuyển trí thông minh của mình sang những cỗ máy nhỏ bé. Sau đó, nó có thể xâm chiếm các thế giới khác. Hoặc thậm chí là vành đai tiểu hành tinh với vết tích của một loạt các tàu thăm dò cực nhỏ. Và ngay cả khi chúng ta nhận được một tin nhắn vô tuyến có thể giải mã, làm sao chúng ta có thể biết được ý định của họ sẽ là gì? Họ có thể ôn hòa và tò mò, nhưng họ có thể là những người theo chủ nghĩa bành trướng. Và đây dường như là kỳ vọng của hầu hết những ai từng nghĩ về tương lai của các nền văn minh. Khi vũ trụ phát triển, các loài thông minh có thể trở nên thông minh một cách khó hiểu, chỉ cần nhìn vào tương lai của chính chúng ta. Cuối cùng, quá trình sinh và tử của các vì sao trong thiên hà của chúng ta sẽ diễn ra cho đến khi nó bị rung chuyển, khi dải ngân hà va chạm với thiên hà Andromeda trong khoảng 1 tỷ năm nữa. Các mảnh vụn của dải ngân hà Andromeda
và những thiên hà vệ tinh của chúng sau đó sẽ tụ lại với nhau thành một thiên hà vô định hình. Những thiên hà ở xa di chuyển ra xa chúng ta và cuối cùng biến mất. Tàn dư của nền văn minh chúng ta sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa, có lẽ đủ thời gian để một nền văn minh xuất hiện và có thể họ sở hữu lượng năng lượng khổng lồ, thậm chí khai thác toàn bộ khối lượng của cả một thiên hà. Đây có thể là đỉnh điểm và các hệ thống sống trở nên siêu phức tạp. Ở giai đoạn này, tất cả các nguyên tử đã từng ở trong các ngôi sao có thể được biến đổi thành một sinh vật khổng lồ có quy mô thiên hà, sở hữu công nghệ có thể tạo ra lỗ đen và lỗ sâu, cung cấp đường tắt cho những chuyến du hành xuyên không gian. Những khái niệm này vượt xa mọi khả năng công nghệ mà chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng không vi phạm các quy luật vật lý cơ bản. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể tạo ra một siêu máy tính với sức mạnh xử lý khổng lồ. Con người đã có thể mô hình hóa một số hiện tượng khá phức tạp, chẳng hạn như khí hậu. Tuy nhiên, các nền văn minh thông minh hơn có thể mô phỏng các sinh vật sống với ý thức thực tế hoặc thậm chí toàn bộ thế giới hoặc vũ trụ. Và làm sao chúng ta biết rằng chúng ta không sống trong một mô phỏng như vậy, được tạo ra bởi những người ngoài hành tinh có công nghệ vượt trội? Có lẽ chúng ta chỉ là một trò giải trí cho một đấng tối cao nào đó đang điều hành một mô hình như vậy. Thật vậy, nếu cuộc sống được định sẵn để có thể tạo ra những nền văn minh công nghệ tiên tiến, có thể tạo ra các chương trình máy tính, thì có thể có nhiều vũ trụ mô phỏng của chúng ta hơn những vũ trụ thực ngoài kia, khiến chúng ta có thể tưởng tượng được rằng chúng ta đang ở trong đó. Phỏng đoán này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tất cả đều dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật lý và vũ trụ học. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn nên cởi mở về khả năng có nhiều điều mà chúng ta không hiểu. Có lẽ các định luật chúng ta thấy và các hằng số chúng ta đo lường chỉ là cục bộ và khác nhau ở các phần khác của vũ trụ. Điều đó sẽ dẫn đến nhiều khả năng đáng kinh ngạc hơn. Cuối cùng, thực tế vật lý có thể bao gồm những thứ phức tạp mà cả trí tuệ và giác quan của chúng ta đều không thể nắm bắt được. Một bộ não nhân tạo có thể chỉ đơn giản là có một nhận thức hoàn toàn khác về thực tế. Chúng ta cũng không thể dự đoán hoặc hiểu được động cơ của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể đánh giá xem liệu sự im lặng vô tuyến hiện tại mà SETI đang trải qua có biểu hiện sự vắng mặt của các nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh hay chỉ đơn giản là sở thích của họ